xin chào cả nhà mình là hợp nay mình về được một chiếc uh, fc classic index đời mới đời mới nhất và mình sẽ sâu cho anh em luôn chi tiết về chiếc này uh, hộp vẫn là hộp nguyên bản hộp standard của uh, fc cho nên là mình không cần sâu nhiều cái hộp này nhé hộp này đã mở ăn quá nhiều rồi uh, chiếc fc này của mình là một chiếc fc 3 series và nó sẽ có mã là fc 303 nv 5 b 4 các bạn nhé đó là một chiếc sử dụng bộ máy automatic có thân được uh, À, mạ vàng Rose Gold Plated Và chúng ta sẽ có độ chống nước là 5ATM Cùng với đó là à, Dây da là Leather Strap Chiếc này thì nó vẫn giữ Thiết kế thân case đặc trưng Của dòng 303 Và trong năm 2021 Thì FC đã ra mẫu đời mới này Với một vài thay đổi à, Dòng này thì được gọi là Classic Index Bởi vì cái Như các bạn thấy ở đây là cái cọc số của nó Cũng như là bộ kim của nó thì rất là cổ điển Và nó Uh, đã góp nhặt được nhiều cái những cái thiết kế ở trong quá khứ của của những dòng sản phẩm uh, nổi tiếng. thì với chiếc này thì chúng ta sẽ có một cái cọc số được làm uh, với uh, sự xen kẽ giữa cọc số uh, như các bạn thấy ở đây là chúng ta sẽ có đó là cọc uh, cọc số được làm bằng thép sau đó được mạ vàng rose gold và ở giữa này thì chúng ta sẽ có đó là À, dạng quang với cái đời cũ thì chúng ta sẽ chỉ có cái cọc số thường thôi. Và cọc số đó dạng hình thang và được cắt uh, vát hai bên. Còn với chiếc đời mới này thì chỉ, tất cả các cọc số và bộ kim của chúng ta thì đã có dạng quang rồi. Cái sự thay đổi này khiến mình liên tưởng đến cọc số của dòng uh, Heli, dòng với những cái dòng mà uh, Heli uh, Limited thì họ thường xuyên sử dụng những cọc số này và bây giờ thì FC đã đưa uh, đưa cọc số này đến cái dòng sản phẩm là FC303 là một trong những cái dòng sản phẩm gọi là dễ tiếp cận nhất của FC à, bộ kim cũng được thay đổi luôn và như các bạn thấy ở đây là kim dây của chúng ta thì sẽ là kim được uh, sơn xanh đó khá là nổi bật trên cái nền mặt uh, màu uh, be này và màu rose gold của thân, kính sử dụng thì vẫn là kính sapphire và sapphire dạng cong bộ thân thì được làm từ thép không dỉ và được mạ rose gold plated với cái uh, chuyện GP10 của FC ở đây đó à, chúng ta sẽ có một ô lịch ngày ở góc 3 giờ ô lịch ngày có nền màu trắng để uh, hợp màu với cả màu mặt đồng ổ chúng ta phía bên phải thì chúng ta sẽ có cái núm chính với logo FC và đằng sau thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ có một cái đáy đặc trưng của dòng 303 một cái đáy kín và với đáy kín này thì các bạn sẽ có bộ máy ở phía dưới đó là bộ máy FC303 đây là một bộ máy được uh, đặt hàng FC đặt hàng Celita sản xuất dựa trên bộ mã mẫu máy đó là Celita SW 200 gạch 1 bộ máy này là một trong những cái bộ máy căn bản dễ tiếp cận và nó sẽ có cái mức giá phù hợp với anh em để chơi bộ máy này thì sẽ có 26 chân kính, 28.800 tần số động và các bạn sẽ có khoảng 38 giờ tích cót. Ở đằng sau thì chúng ta sẽ có cái đáy này với đầy đủ thông tin như logo của FC, serial number. À, độ chống nước 5 ATM kính sapphire và đây là cái mã case, cái mã case của sản phẩm nhé các bạn nhé. Tại sao cái mã case này thì nó lại khác với cái mã ở đây thì mình giải thích luôn cho anh em thì uh, cái mã này uh, NV5B4 này thì uh, nó dành cho chiếc mạ vàng và có cọc số này luôn. đó. thì khi các bạn đánh đúng cái mã này trên Google thì nó sẽ ra đúng cái mẫu của mình. còn đây là cái mã thân case nghĩa là một cái case này thì nó sẽ có rất là nhiều model sử dụng chung. Ví dụ như là của FC có khoảng 20 model sử dụng cái cái thân 303 này thì tất cả những model đó thì đều có cái mã case sinh ngày hết đây là cái mã gọi là mã thân cây của nó đó còn mã chuẩn của đồng hồ là mã trên cái tác này các bạn nhé đó à, đi kèm với chiếc đồng hồ này thì chúng ta sẽ có một sợi dây và sợi dây này thì được làm khá là đặc biệt với một cái lớp phủ giống như dạng nhung ở phía trên nó giống như da lộn nhưng lại được dập và dập vân cá sấu các bạn ạ và các bạn sẽ thấy ở đằng sau thì chúng ta sẽ có dòng chữ là fade tức là được làm thủ công và size dây của chiếc này là 2018 đi kèm với nó thì chúng ta sẽ có là chỉ được khâu trắng ở đây các bạn thấy chỉ được khâu trắng rất là đẹp và trẻ trung và chúng ta sẽ có một cái khóa xiên với logo của FC làm ở đây luôn À, chiếc này thì mới ra mắt cho nên là hiện tại là mức giá sale đang có cái mức giá cũng khá là cao Bên mình bán chiếc này là 18 triệu 990 nghìn Tuy nhiên nó vẫn rẻ hơn rất là nhiều so với cái giá hãng loanh quanh đâu đó vào khoảng tầm 32 đến 33 triệu. Đó. Thì nếu như anh em là có nhu cầu về chiếc FC 303 đời mới này thì anh em có thể liên hệ bên mình. À, và là một trong những người đầu tiên sở hữu cái dòng FC 303 NV5B4 này. Cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi video và sẽ hẹn gặp lại trong video tiếp theo của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.